hồi nãy chạy xe xe dưới kia xong gặp công an hết không có chí chạy lên bãi đậu luôn. Bây giờ phải loại bộ xuống nè, giờ đi loại bộ xuống đi mua cá. Okay.
phía bên trái là cái sông đó các bạn, sông Bạch Đằng. Ok, bây giờ mình muốn